Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Trước đây khi nói về một cái điện thoại của Xiaomi và một cái điện thoại của Samsung, luôn luôn chúng ta sẽ nhìn vào một cái yếu tố, đó là cấu hình, trải nghiệm và một vài những thông số liên quan đến phần cứng. Thì Xiaomi lúc nào cũng vượt trội hơn hẳn so sánh với Samsung. Các bạn có đồng ý với mình hay là không? Tuy nhiên thì hôm nay mình có ở đây hai cái điện thoại có thể nói là cân chằn chặt nhau về mọi thứ. Cùng là phiên bản 8GB RAM 128GB bộ ở trong, cùng có mức giá khoảng tầm 4.8 triệu cho đến 5 triệu. Và thậm chí nếu như giá cuối không quà chỉ còn có 4.490.000 trên Hoàng Hà Mobile cho con Galaxy A15 phiên bản 4G, thì đây, trợ giá lên tới 300.000 khi thu cũ đổi mới, giá cũng còn là 4.490.000. Các bạn thấy không? Cân nhau chằn chặt luôn. Thế thì với cái tầm giá loanh quanh từ 4,5 triệu cho đến 5 triệu thì Xiaomi Redmi Note 12 và con Samsung Galaxy A15 này có thể nói là đang nhìn thẳng vào nhau. Vậy thì liệu các bạn sẽ muốn mua cái điện thoại nào? Ok, chúng ta sẽ nói một cách kỹ hơn trong video ngày hôm nay và mình sẽ so sánh hai chiếc điện thoại này nha các bạn nhé. Let's go! Thì cái yếu tố đầu tiên là về mặt thiết kế. Rõ ràng trong một cái điện thoại giá rẻ như thế này, chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi được cái thiết kế nó phải kiểu đẹp mỹ miều cái thứ như thế nào. Nó cũng có khá nhiều thứ tương đồng nhau. Ví dụ như là cằm bên dưới thì nó dày này, cạnh bên hông của con Xiaomi Redmi Note 12 thì nó mỏng hơn so sánh với con Galaxy A15. Cũng như con Redmi Note 12 thì nó có camera đục lỗ, con này thì là giọt nước, thì cái này nhìn nó vẫn hiện đại hơn chút xíu. Nhưng mà không thể phủ nhận được có một cái thứ khác mà Galaxy A15 lại làm tốt hơn, đấy là cái phần mặt lưng. Cá nhân mình đánh giá thì cả hai cái máy này đều rất là đẹp ở phần mặt lưng. Một bên thì kiểu làm kính mờ nhìn khá là đẹp, một bên thì lại làm kiểu bóng bóng lên nhiều màu, và cái phần viền của chúng ta thì nó lại được làm kiểu nhám nhám. Đấy, nói chung là nhìn tổng thể thì cái kiểu mà con Galaxy A15 á, nhìn nó trẻ trung hơn, nhìn nó kiểu năng động hơn. Trong cái đó với con Xiaomi Redmi Note 12 thì nó vẫn có một chút gì đấy kiểu nó vẫn có cái độ đẹp, độ tươi trẻ nhất định, nhưng mà nhìn có một vẻ gì đấy nó kiểu nó đứng hơn một chút. Thì không biết các bạn nghĩ sao. Riêng về cái cụm camera thì A15 nó đúng theo kiểu ôm nguyên từ mấy con dòng S hay dòng A cao cấp hơn xuống đây, thì nhìn nó vẫn có một vẻ gì đấy khá là hấp dẫn. Còn với Redmi Note 12 nó vẫn là một cái điểm nhấn nhất định khi mà cái cụm camera và cái thiết kế đóng ô vuông như thế này này, nó thực sự rất là quen thuộc ở năm 2023 vừa rồi. Và sắp tới 2024 thì có lẽ là nó cũng sẽ vẫn như thế này thôi, nó quen quá rồi. Màn hình thì cả hai máy đều có màn hình AMOLED. Một bên thì là Super AMOLED, còn cái này thì là AMOLED thông thường thôi. Cá nhân mình đánh giá thì cái màn hình của Samsung A15 cho cái trải nghiệm về mặt màu sắc, hiển thị, góc nhìn và cái độ nổ khối nó tốt hơn so sánh với Redmi Note 12. Nói chung là đặt cạnh thì ngay trên cái shot quay của video này thì các bạn cũng sẽ thấy thôi. Về cái độ mượt đó, thì cả hai máy đều có cái tần số quét màn hình cao. Khi mà với Redmi Note 12 thì nó sẽ là 120Hz. Còn với A15 thì nó sẽ chỉ là 90Hz mà thôi. Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng mà với một cái điện thoại dòng giá rẻ tầm trung như thế này này, thì 120Hz hay 90Hz nó không quan trọng bằng cái sự tối ưu của từng hãng liên quan đến những cái animation và liên quan đến cái độ mượt tổng thể của cái thiết bị. Bởi vì rõ ràng là trong cái tầm giá này thì kiểu gì nó cũng sẽ lag thôi. Mà một khi nó đã lag thì 90Hz hay 120Hz thì nó cũng khó chịu như nhau. Nên là cái quan trọng lúc này cái nào nó đỡ khó chịu hơn một tí xíu. Thì riêng với bản thân mình, cả hai máy này đều có những pha lag rất là khó đỡ. Load ứng dụng, chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng thì nó vẫn lag. Thậm chí đang chơi game thoát ra nó cũng lag. Và đấy là những thứ mà các bạn sẽ phải chấp nhận trên một cái điện thoại giá rẻ mà thôi. Đến một yếu tố mà nhiều người quan tâm nhất ở bất cứ một con điện thoại giá tầm trung nào, tầm giá rẻ nào, đó là hiệu năng. Thì một bên là Snapdragon 685, một bên thì là Helio G99. Xiaomi điện thoại đến từ Trung Quốc thì chơi chip rồng, Samsung điện thoại tới từ Hàn Quốc thì chơi chip Trung Quốc. Góc nhìn của mình trong cái tầm giá này mà đặc biệt lại là những con máy là phiên bản 4G thì Helio G99 hiện tại nó đang là bố thiên hạ rồi các bạn ạ. Nó đang là bố về mặt hiệu năng, về mặt tối ưu sử dụng, cũng như là về cái mặt trải nghiệm, về mặt gaming ấy. Thật sự mà nói thì Helio G99 xét về cái công nghệ hay xét về những cái thời điểm ra mắt thì nó cũng đã ra mắt một khoảng thời gian rồi. Cái quan trọng là Helio G99 nó mang lại một cái trải nghiệm gaming thực sự là rất tốt. Và mình tin là trong cái tầm giá này thì rất nhiều bạn trẻ thì sẽ mong muốn có một cái trải nghiệm gaming nó trở nên tốt hơn. Bằng chứng là nếu như chúng ta sử dụng cái Helio G99 này trên con Galaxy A15 để mà chơi Liên Quân hay là chơi bắn PUBG ấy, thì cái mức ổn định về FPS thì nó sẽ tốt hơn so sánh với Snapdragon 685, có thể nói là khá nhiều. Tuy nhiên thì không phủ nhận một yếu tố khác, đó là chip rồng nhà Qualcomm Snapdragon thì nó vẫn có cái giá trị riêng, đó là về mặt lâu dài, về mặt nhiệt độ và về mặt tối ưu thời lượng pin. Thì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Thì quan trọng nếu các bạn cần một cái máy chơi game ngon hơn thì chọn A15,
Còn nếu như muốn có một cái thứ gì đấy nó ổn định hơn về lâu về dài và nó bớt nóng hơn thì chắc chắn là Snapdragon 685 trên con Redmi Note 12. Đó. Cái tập này thì mình chỉ nói sơ qua rất nhanh thôi, tại vì không thể nào yêu cầu được một cái thông số phải wow hay là một cái trải nghiệm phải wow trong cái tập này. Nhưng có một thứ mà các bạn sẽ cần phải lưu ý nhé, đó là 8GB RAM thì trên MIUI và trên One UI nó đều lag như nhau thôi. Ở đây cái vấn đề mình muốn nói đến đó là cái vấn đề hiệu ứng chuyển cảnh này, animation này, hay là những cái ứng dụng chạy nền. Thì cả hai cái nền tảng này mình nói thật, nếu với One UI hay là với MIUI rồi sắp tới đây là HyperOS, thì nếu như chúng ta có những con chip Snapdragon đầu 7 cao ấy, hoặc là những cái dòng cao cấp hơn thì nó mới mượt và nó ổn. Chứ còn với những cái dòng tầm tầm như thế này này, kiểu gì các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều những cái tình trạng liên quan đến kiểu treo animation hay là low vuốt nó đơ đơ một chút xíu, thì nó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà ít nhất cả hai phiên bản này đều có 8GB RAM thì cái hiện tượng đấy nó sẽ ít hơn so sánh những phiên bản chỉ là 4GB RAM hay là 6GB RAM. Điện thoại Android bây giờ mà 4GB RAM thì các bạn cứ gạch tên ngay vào ứng dụng mình, không phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nha. Đến một cái nữa, cái này thì mình tin là nhiều bạn cũng sẽ thấy khá là bất ngờ, bởi vì nhắc đến cái camera tương tự nhau. Ví dụ như camera chính đều là 50MP, đều có thêm ống kính camera góc siêu rộng, và thậm chí là đều có luôn một cái ống kính để mà chụp macro. Ui, sao mà điện thoại Samsung bây giờ nhìn nó cũng giống mấy điện thoại Trung Quốc thế không biết. Riêng đối với bản thân mình thì trong cái tầm này chúng ta không thể nào đòi hỏi được nhiều về yếu tố chất lượng camera. Tuy nhiên thì khi mà chụp hình bằng cả hai cái máy này thì mình nhận ra là cái mẫu ảnh từ Samsung ấy, nó có cái độ cân bằng tốt hơn và cái độ tương phản nó vừa phải hơn. Điện thoại của Xiaomi trong cái tầm trung trung như này luôn luôn sẽ tạo ra những cái tấm hình có cái độ chi tiết và cái độ gắt nó hơi cao để mình nhìn nó nịnh. Thì nhu cầu của mỗi người khác nhau, và cá nhân mình đánh giá thì kìa, hai cái điện thoại này chụp trong tầm này cũng không thể nào đòi hỏi được nhiều. Được cái là chụp khi mà đi chơi, chụp khi mà đủ sáng, hay là trong những môi trường mà nhỏ hẹp ấy, thì nhờ cái góc siêu rộng thì nó cũng sẽ giúp các bạn có những cái góc chụp nó ok hơn. Thì đó cũng là một cái điểm cộng khá là thú vị để chúng ta có thể trải nghiệm trên cái điện thoại như thế này. Ngoài ra thì cái camera selfie thì cả hai máy có thể nói đều xử lý một cách khá là tốt, đủ để mình selfie đi chơi hay là đủ để video call các thứ, nói chung là bét nhè. Và thậm chí nó cũng còn một cái thông số khác khá là tương đồng nhau, đó là cái dung lượng pin. Cả hai máy đều có dung lượng pin là 5000 mAh, nhưng Xiaomi sẽ có công nghệ sạc nhanh là 33W, nó sẽ nhanh hơn so sánh với chỉ 25W của Samsung. Riêng về công nghệ sạc thì không có một cái điện thoại Samsung nào nó ăn được mấy cái điện thoại của Xiaomi cả, xét trong cùng tầm giá. Bởi vì cái công nghệ sạc nhanh của Samsung thì họ không chịu đầu tư nhiều. Trong đó với những hãng đến từ Trung Quốc như là Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus thì nó thuộc dạng là siêu nhanh từ rất lâu rồi. Và trong cái tầm giá này thì cũng không ngoại lệ một chút xíu nào cả. Được cái là thời lượng sử dụng thực tế thì cả hai máy đều khá là tốt, nhưng mà Xiaomi vẫn sẽ cho thời lượng pin sử dụng thực tế tốt hơn so sánh với Samsung một chút. Mà thật ra trong cái tầm này thì máy nào đều có thời lượng pin cũng tốt cả, nên các bạn cũng không phải đắn đo quá nhiều. Nó cũng sẽ có một vài những cái yếu tố khác lặt vặt mà các bạn có thể quan tâm, như là vân tay đều ở bên cạnh hông, hay là chúng ta cũng đều có hệ thống loa ngoài khá là to mồm. Xiaomi thì nó có stereo, trong khi đó với A15 thì không có. Rồi độ mỏng thì Xiaomi Redmi Note 12 là mỏng hơn một tí so sánh với Samsung A15. Thì các bạn nghĩ sao, nghĩ như thế nào? Xiaomi Redmi Note 12 thì nó có thêm cái mắt hồng ngoại này để mà điều khiển những thiết bị trong gia đình. Cả hai máy cũng đều có giữ lại được cái jack cắm tai nghe 3.5mm, cũng quen thuộc quá rồi. Cho nên là ok, tầm này thì chắc là các bạn quan tâm nhiều nhất đó là thương hiệu, đó là độ mượt và đó là cái camera. Thêm cái thời lượng pin nữa thì pin thật sự quá tốt rồi. Camera thì cả hai máy nó cũng có khá nhiều thứ tương đồng nhau, nhưng mình thích cái hình chụp từ Samsung hơn. Rồi màn hình thì Samsung đẹp hơn một chút xíu, thì Samsung Galaxy A15 chơi game ngon hơn, nhưng Redmi Note 12 nó lại bớt nóng hơn. Và cái quan trọng là yếu tố liên quan đến thiết kế, thì các bạn thích cái nào hơn? Hãy comment phía dưới nhé. Đừng quên là mình tham khảo cái mức giá này là tặng Hòa Hàng Mobile, một trong những đơn vị bán hàng chính hãng, giá có thể nói là cực kỳ tốt tại Việt Nam. Và các bạn có thể tham khảo ngay phía bên dưới để chúng ta có mức giá cuối cùng là tốt nhất nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.